Xin chào quý chị em khách hàng. Nay em giới thiệu chi tiết những cái dòng hút bụi mà bữa giờ em có lên quay trực tiếp mấy cái dòng hút bụi mini cầm lay của Black Decker ha anh chị. Thì bây giờ em sẽ khui ra. Thì hiện tại em có về được 6 cái model ha, 6 model. Này em sẽ giới thiệu chi tiết từng model luôn ha cho anh chị luôn ha. Và em báo giá từng chi tiết từng máy luôn. Anh chị em nào có cần ngân ý hay là quan tâm sản phẩm này thì cứ nhắn tin vô số điện thoại giúp em ha. Nên vô số điện thoại nhắn tin trực tiếp hoặc là nhắn tin vô Zalo giúp em. Đó, số điện thoại em có để trên tiêu đề màn hình. Thì đầu tiên những cái dòng mà giá mà rẻ nhất bên em ha. Bên em đang bán này, cái dòng này. Đó là dòng hút bụi, cái bon này là 3.6 ha. Thương hiệu Black Decker. Đó, sử dụng pin là lithium ha. Lithium. Thì con này thì lực cái dạng hút thì dạng là hút trong nhà thôi, rất là gọn nhẹ, nhựa cũng rất là siêu cứng cáp nè anh chị. Thì nhựa là siêu cứng cáp ha. Bên trong là một cái tấm lược bụi thôi, lược bụi đơn giản thôi. Cho cái này trên anh chị em khi mà hút đầy á thì anh chị em tháo cái này ra ha, tháo cái ngăn này ra, nên anh chị em đi đổ bụi thôi. Nói chung là thiết kế đơn giản thôi anh chị em ha. Rồi thì lực hút cũng bình thường thôi, cho các chị em nhà chúng ta đi cầm đi đây đi đó này ha, đi hút những cái vụt bụi nhỏ này, những cái mảnh đồ ăn này thừa hoặc là những cái lông thú lông vật nuôi của chúng ta thì con này cũng rất là ok ha. Ok đó, thì cục sạc zin đi kèm luôn đó, cục sạc zin là Black Decker luôn, nhưng mà dòng này là dòng bên thị trường Nhật ha, nên sẽ đi cái dòng bên thị trường Nhật nên nó để adapter là 100V, nhưng mà anh chị em xài được 220 bình thường ha. Em đã cắm test thử rồi ha, cục sạc là cắm tất cả những cái con này là được cái adapter 220 sạc bình thường hết đó. Thì em đã test rồi, thì con này giá bên em bán là 450.000 ha anh chị em. Một con hút bụi mini cầm tay 450.000. Khi mà sạc đầy anh chị em có thể hoạt động liên tục từ tầm 45 đến 50 phút ha, tại rất là ok. Đó, lực hút thì cũng mà bình thường thôi, pin 3.6 giúp em. Đó, rất là ngon ha, cầm nhỏ gọn cầm tay, chưa tới 1 ký anh chị. Đó, thì con này lưu ý giúp em ha. Con này thì hàng bên em bán là bảo hành cho anh em 1 tháng ha. Bàn bảo hành cho em anh em 1 tháng này. Đó, sau khi mà sau 1 tháng nó có hư hỏng trục trặc gì thì cứ gửi đến tụi em ha, tụi em sẽ hỗ trợ bảo hành. Đó, thì con này thì có bán cho anh là nguyên thùng ha, nguyên thùng full phụ kiện luôn, máy là mới chưa xài luôn ha, mới 100% luôn, em nhắn nhắc luôn, chẳng qua là do vận chuyển từ bên đó về thì thùng nó có hơi dơ một tí ha, thùng ơi, vỏ thùng nó hơi dơ một tí ha. Đó, hàng là hàng bảo hành chính hãng 1 năm ở bên Nhật nè anh chị em ha, con nào cũng vậy ha. Rồi, hai hàng thì nguyên hộp nguyên siêu ha. Đó, thì con này giá là 450 ha. Rồi tiếp theo là một con thiết kế rất là độc đáo anh chị ha. Tiếp theo là một con hút bụi mà hình cầu. Đó, hút bụi hình cầu. Anh đưa cái thùng nó luôn coi. Có phụ kiện thì con này có một vài phụ kiện thôi. Một vài phụ kiện đi kèm với tính năng là anh em hút khe, những khe nhỏ nhỏ ha. Hút sofa này, chuyên hút sofa những cái khe nhỏ nhỏ này, hút bụi dâm này, hút những thứ ăn thừa này. Đó, cho các chị em cầm nắm rất là ok ha, tại nó rất là gọn nhẹ mà ha. Chưa tới 1 ký đâu anh chị ha. Đó, thì là thiết kế rất là đáo ha, hình trái cầu. Đó, hình một cái hình cầu. Đó, thấy thiết kế rất độc đáo, anh chị em cầm nắm gọn trong một cái bàn lòng bàn tay luôn này ha. Đó, đây là đi kèm nó là một cái đế sạc ha, một cục adapter chính hãng của Black Decker luôn. Đó, thì adapter này cắm 220 được luôn ha. Đó, nhưng mà trên thông tin ở trên này thì cắm nó ghi là 100 VAC ha, nhưng mà 220 em cắm vẫn là rất là bình thường ha. Đó, thì bên này có mở ra, khi mà anh chị em lọc đã đầy đó, đầy cái hộp đường bụi này anh chị em đổ ra ha. Ở trong đây có một cái tấm lọc hai bơ này ha, để anh em chị em bảo vệ những cái bụi mịn nó không có vô được những cái động cơ, để bảo vệ động cơ, phần động cơ cho anh em rất là ok. Nhưng con này thì lực, con này thì pin như là 3.6 ha, pin vào lỗ 3.6. Lực hút nó cũng là cơ bản là lực hút nó cũng rất là bình thường ha. Nó bình thường, hút những cái cặn nhỏ này thì rất là cặn ghế sofa, ghế nhà rất là ok ha, bình thường. Nặng chỉ có 640 g thôi, rất là nhẹ ha. Thiết kế độc đáo này, thì con này giá là 460.000 ha, 460.000 giúp em. Rồi cái con này thì mẫu là mẫu hình cầu. Thiết kế rất độc đáo, rất là đẹp này. Anh chị em này dùng để trang trí để trong nhà cũng rất là ngầu ha. Đó, khi mà hết pin xài thì anh thì cắm vô cái đế này ha. Khi mà sạc đầy cũng là xài 45 đến 50 phút. Những cái con này bên em bán ra là bảo hành cho anh chị em tầm 1 tháng ha. Đó, bên thị trường Nhật họ bảo hành cho anh em tới 1 năm được ha. Nhưng mà do em xách tay về rồi thì bảo hành cho anh em 1 tháng ha. Đó, nói chung cũng không hư gì đâu anh chị em ơi. Hàng cũng rất là ok ha. Đó, đi kèm với nó là một cái đầu hút khe nhỏ xíu này, một cái đầu lông chuỗi này và một cái cây, một cái đế này ha, một cái đế như thế này. Ở đây cho phụ kiện nó thì gồm 3 món ha. Đó, hàng trong hộp ha, mới 100% chưa xài phát nào.
Đó, em báo ha, con này là 460.000 nha em. Rồi tiếp thêm có một cái dòng giống cái dòng 346 hồi nãy ha. Cái dòng 346 hồi nãy, nhưng mà cái dòng này xịn hơn một tí ha, là dòng này vừa hút khô vừa hút nước này. Thì cái dòng này thì có thể họ thiết kế cho anh em vừa hút khô vừa hút nước được nè. Vôn pin tích hợp là pin 7V2 ha, là khúc nó mạnh hơn một tí. Đó, thì cho anh mở cái thùng luôn đi để thêm thùng luôn ha. Thì con này thì là màu đen ha, 7V2 cho các anh em hút hút khô hút nước này ha. Đó, để em xem coi, đi kèm phụ kiện của nó là một cây nối dài, một cây hút khe và một cây hút chổi ha. Đó, lực hút nó cũng rất là mạnh hơn, mạnh hơn nhiều luôn. Đó. Ta để em lên được rồi. Rồi, nãy cái dòng mà dòng 346 nãy là không có đế sạc, cái dòng này thì lại nó có đế sạc anh chị em ơi. Ừ, có một cái đế sạc như thế này. Đó, thì anh em hết pin anh gài vô cái đế này cũng rất là ok ha. Đó. Gài vô cái đế này cũng rất là ok. Rồi thì con này thì giá là 520.000 giúp em ha, 520.000 vừa hút khô vừa hút nước ha. Đó, pin thì khi mà sạc đầy hút được tầm 45-50 phút giúp em. Đó, bảo hành cũng là một tháng thôi, để em xem coi. Đó, ở đây nó có một cái tấm lọc như thế này nè, khi mà anh em hút qua thì anh em nó sẽ đựng hết trong đây ha. Khi mà đầy rồi thì anh em tháo ra chị em anh chị em vệ sinh. Đó, nói chung là rất là ok ha. Đó, cái miếng này để chặn phần bụi thôi, chặn phần bụi ra thôi. Nói chung chức năng thì nó cũng tương tự con 36 thôi, chẳng qua nó hút mạnh hơn một tí và đi kèm với ba cái phụ kiện nên giá sẽ nhỉnh một tí ha, là 520.000 giúp em. Đó, cái dòng này cũng chính hãng Black Decker hết ha. Cái dòng này thì Black Decker hết anh chị cơ. Đó, thương hiệu Black Decker, thương hiệu đến từ Mỹ ha. Hàng này hàng nội địa Nhật. Đó, hàng này em xách tay hàng nội địa Nhật về. Rồi, tiếp thêm có một cái dòng đây. Dòng nhận cái dòng này là dòng 10V8 anh chị. 10V8 ha. Lấy anh cái thùng này. Thùng này này. Đó, 10V8 thì con này thì nó cũng nó thiết kế theo dạng hình dài này ha, hình dài này, hình xuông dài như thế này. Đó, lực hút của nó rất là mạnh ha. Lực hút nó rất là mạnh anh chị. Đó, lực hút rất là mạnh ngay. Đó, cái dòng này thì hút mạnh hơn những cái con hồi nãy em đã giới thiệu rồi. 10V8 ha. Đây phụ kiện đi kèm nữa, nó là chỉ có phụ kiện nó đi kèm với nó chỉ là một cái cây nối dài và một cao đầu hút khe này, để anh em hút những cái rãnh nè, sofa này ha, là hút trên sắm trên một cái con đi trên ô tô á, em hút những cái rãnh trong cái phần nội thất của anh em rất là ok này ha. Con này thì lực hút nó mạnh hơn, vừa có thể hút được những cái bụi to hơn một tí ha, hay là bụi mịn hút cũng rất là sạch chân luôn. Đó, một cái đầu chổi như thế này. Nó thì cái con này á thì nó có một cái đế sạc luôn anh chị ha, có một cái đế sạc luôn, anh em cài vô anh em rất là ngầu ha. Adapter đi kèm á thì là 220 luôn ha anh chị, 220 luôn. Đó, một cái đế sạc có thể đi gắn luôn phần khúc khe này rất ok ha. Đó, cục sạc pin thì cũng Black Decker chính hãng luôn ha. Con này thì vẫn bảo hành cho anh em một tháng ha. Rồi cái con này 10V8 này giá là 550.000 giúp em ha, 550.000. Đó, mới 100% luôn, chưa sạc tắt nào luôn. Để em xem cái ở đây có một cái tấm lọc fiber luôn ha anh chị. Một tấm lọc lọc hai lớp luôn, lọc hai lớp bằng nhựa ha. Ở bên trong là hai bơ, ở bên trong là một bên ngoài là một lớp lưới ha anh chị. Nó hai tầng luôn. Để nên chị em mà nó cản được mấy cái bụi thô á thì nó còn cản ở ngoài ha. Bụi bịn là nó vô thẳng bên trong ha. Anh chị em tháo ra vệ sinh thì chỉ cần rửa nước sơ qua là anh em xài ha. Những phụ kiện thay thế này của Black Decker á thì anh chị em có thể kiếm ở trên Shopee á, nó cũng phụ kiện thay thế cũng có rất là nhiều ha. Nó những cái dòng này có vài dòng đó bán thị trường chính hãng, bán thị trường Việt Nam rồi ha. Giá thì em đang để giá rất là tốt ha, rẻ hơn cái tầm 400.000 tới 500.000 so với những con máy đang hiện đại đang bán tại Việt Nam mình ha. Đó thì những cái con này thì giá em báo luôn là 550.000 một con ha, 550.000 một con. Đó thì những em này thì giá cũng rất là tốt ha, bảo hành vẫn là bảo hành mà một tháng cho anh chị em ha. Đó, nói chung là hàng những cái lô Nhật, lô hàng mà hút bụi mini cầm tay này dạng mới 100% như thế này á, thì lâu lâu thì em mới về ha, nên anh chị em tranh thủ là cần một con để phục vụ cho gia đình hay là cho xe hay là cho những cái phần công việc của anh chị em, hay là anh chị em sắm giúp em ha.
Rồi tiếp theo có con một con nó thiết kế giống như cái con 10V8 này ha, nhưng mà nó xịn sò một tí. Đó, nó rất là xịn anh chị. Đó, nói chung là con này nè, tấm lọc của nó là hơi trong là hai bơ ha, bên ngoài là một tấm lọc inox anh chị em, một cái lược inox này. Nó rất là ok. À, thiết kế cũng rất cầm tay rất là ngầu ha. Đó, rồi lục khúc cũng rất là mạnh anh chị. À, có chế độ eco, có chế độ turbo, hai chế độ luôn ha, hai chế độ hút luôn. Đó, màu và chế độ tắt nó nút là nút nhấn ha anh chị. Nút là nút nhấn ha. À, có một cái đế sạc pin ha. À, after là 220V luôn. Đó, đi kèm với nó là một cái đầu hút khe. À, một đầu nó dài hơi để anh em hút khe này. Và một cái đầu chổi ha, một đầu chổi anh chị. Thì cái con này xài pin là 10V8 ha, 10V8 thương hiệu Blacktaker luôn. Pin là pin li-ion anh chị, pin li-ion luôn. Nói chung lực hút con này rất là mạnh ha. Nó hút mịn hay là hút thô gì như hút thô cũng rất là ok nè ha. À, rất cũng cầm rất là chắc tay, nhỏ gọn đó, vì em có thể đem theo trên xe hơi, nó tốn không có nhiều diện tích đâu anh chị. Đó, hàng em bán là hàng nguyên thùng ha, hàng nguyên thùng. Nói chung là mới 100% chưa có phát nạp anh chị. Đó, để ý nè. Mọi thứ là ok. Rồi con này là giá nó do nó có xịn hơn con này một xíu ha, nhỏ gọn, cầm tay hầm hố một tí. Em bán giá là 690.000 ha, 690.000 một cái model như thế này. Đó. À, hàng bên kia bán nó để là Blacktaker Duster ha anh chị, Duster ha. Dòng của nó là mã là Duster, không biết Việt Nam có bán cái dòng này không. Đó. Thì bán thì giá cũng đâu đó rơi khoảng 1 triệu mấy anh chị ha. Con này thì hút em thấy là nãy giờ là con này là hút mạnh nhất nè. Con Blacktaker này là hút mạnh nhất ha. Đó có 10V8 ha, pin là 10V8 giúp em. Rồi cuối cùng là em có một cái con hút bụi ha, hút bụi gập dòng này em thấy có bán ở Việt Nam mà này ha. Cái dòng này thì dòng này là dòng đủ phụ kiện đồ chơi ha, lực hút thì em nghĩ nó không bằng con này đâu anh chị. Con này là em thấy nó mạnh nhất này ha, có chế độ turbo mạnh nhất này. Thì những cái con này á em đem giới thiệu nó giữa thì vẫn là xài động cơ chổi than hết á, không có con nào là con rút led hết anh chị ha. Nhưng mà con những cái dòng này em về em hút mà dòng gia đình ha, hút gia đình hoặc là trên mang đi theo xe theo đồ á, thì nó rất là nhỏ gọn cầm tay ha. Đây em đưa nguyên cái thùng nữa luôn cho. Nói chung là con này á đầy đủ đồ chơi cho anh chị em à. Rồi để đó đi, để anh giới thiệu sơ qua rồi đấy. Nói chung mà đây đồ này ha, phụ kiện anh chị có thể thấy này ha, một cái đầu gắn để gắn vô cái ruột gà này. Nó có đi kèm anh em một cái gọng ruột gà này, một cái cây hút khe dài này, một cái đầu chổi này ha, đầu chổi, một cái ba đầu hút bàn này, hai cái núi dài, một cái túi đựng ha. Đó, nói chung là con này nó cho full phụ kiện. Nói chung đó thì nó trên đây nó có để ghi cho anh em là bảo hành là 1 năm chính hãng này ha, bảo hành 1 năm chính hãng tại bên Nhật này. Đó, những cái dòng mà nội địa này ha, hàng Blacktaker này, hàng nội địa này thì em nghĩ nội địa Nhật này nó sẽ sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật nên họ sẽ làm mà nó cứng cáp hơn, vàng nhựa cứng cáp một tí ha, và làm nó chỉnh chu một tí, nó xịn sò hơn so với những cái em đang bán trên thị trường của mình ha ha. Nên những cái dòng này thì đó thì nó là dạng gập anh chị ha, dạng gập, nói chung gập này rất là nhỏ gọn này ha. Đó, dạng gập rất là gọn này. Đó, anh chị em gập như thế nào được ha, nói chung làm bao nhiêu kiểu được ha. Nói chung là đó, nó lực hút của nó, đó lực hút của nó rất là ok ha, rất là mạnh ha. Cái con này 10V8 người hút nó rất là mạnh. Khi mà sạc đầy có một cái đế sạc đây ha. Và cái cục adapter này thì vẫn là 220V thôi ha, từ 100V nhưng mà sạc vẫn được 220V của mình ha. Một cái đế sạc khi mà hết pin anh chị em bấm vô gập thì giúp em, gập thì vô đó, gặp đi vô đó, anh em cài vô ha, cài vô là sẽ sạc. Đó, sạc ở đó khoảng tầm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng này bên đây ha. Đó thì xài pin lithium đó, lithium thì cái con này để em xem coi đó. Rồi ha, vẫn là một cái màng lọc hai bơ bên này ha, để lọc được cái này, bụi mịn này, để chặn được cái bụi mịn vô cái phần motor ha, phần motor trong này. Đó thì bên trong này đầy thì anh chị em cứ bấm đó, bấm là ra đổ thôi ha, đổ bụi ra. Nói chung đây nó tích hợp cho anh em một cái chổi ha, một cái chổi quét như thế này ha, một cái chổi quét như thế này đó, thì quét những cái phần bụi hay là ấy gì nó cứng á hay nó hay bám á thì anh em quét ha. Ngoài ra nó một cái cây chổi dài, cũng cây nối dài ha, một cái đầu khe nối dài này, nó rất là hay ha, nó tích hợp hết trong năm này đó, một cây nối dài. Rồi để mình gài cái này vô. Rồi thì cái em này á thì em báo giá luôn ha. Giá là 990.000 một em ha anh chị. Một 990.000 một em. Đó, phụ kiện đó em thấy khui ra phụ kiện luôn cho. Đó, phụ kiện đó nè.
đó, một cái bàn hút ha, mới ha, còn nguyên siêu ha, mới 100% anh chị, mà mới thế này. À, một cái đầu hút khe rất là dài ha, dài đâu đó khoảng tầm 30 cm đó, và hai cái nối dài đó, hai cái nối dài như thế này ha, đó để em nối dài luôn cho anh chị luôn, rồi nối dài và một cái cây, nó còn thêm một cái rú ruột gà nó dài luôn anh chị. Nói chung là con này thì đầy đủ đồ chơi ha, nó trong giá mà so với tụi em bán, so với hàng chính hãng đang bán từ Việt Nam thì nó giá rất là tốt ha, rất là tốt anh chị. Đó, khi mà nối dài như này nè, anh chị em có thể gắn vô đó, hút khe ha, hút những cái vật vẫn có phần linh động một tí ha, phần những cái ngõ ngách này ấy thì em xài hút khe này. Khi mà anh chị em muốn hút trên cái sàn nhà luôn mà đỡ không khom cho đau lưng á, thì anh chị em gắn vô cái này ha, gắn một cái cây nối dài này, trong đó anh em này gắn cái hút màng vô giúp em. Đó, cái hút màng này thì có cái phần bánh xe ha, để anh chị em đẩy đi nó cũng rất là tiện lợi ha. Cái hút màng này cũng dạng là nhỏ nhỏ thôi, mini thôi. Anh chị hút bên cái sàn nhà của mình á, em đẩy đi đỡ đau lưng ha, cứ đứng thẳng lưng anh chị em đẩy ha. Đây, một cái nói chung là nó tích hợp đầy đủ như một cái con hút bùi điện luôn ha, một con hút bùi điện luôn. Đây, em quay cho anh chị em nó một cái hút bàn như thế này. Nói chung là đầy đủ đi chơi. Ngoài đó thì nó có một cái chổi nhỏ đó anh chị. Đi kèm với nó là có một cái chổi nhỏ như thế này. Rồi, nói chung là cái hàng này thì em mới bán mới là 100% ha, full phụ kiện luôn. Full đồ chơi cho anh chị em chơi ha. Rồi, con này là giá 990.000 ha. Rồi, nói chung là cần anh chị em nào cần thêm hình ảnh thông tin hoặc là một cái đoạn clip test những cái con hút bụi thế này ha, thì tụi em sẽ cứ nhắn tin vô số điện thoại cho tụi em, hoặc là nhắn tin FF trực tiếp, hoặc là nhắn tin vô Zalo ha. Rồi anh bên em sẽ gửi cho anh chị em nào về thông tin hình ảnh và giá ha. Rồi cảm ơn quý anh chị khách hàng đã xem hết video của em ha. Rồi